Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Thưa quý vị, đặc khu hành chánh Hồng Kông có 7 triệu dân và lợi tức bình quân là 49.000 USD. Được Anh trao trả vào năm 1997 nhưng Bắc Kinh hứa là cho tới năm 2017 sẽ cho bầu trực tiếp đặt khu trưởng và cái ngành lập pháp thì sẽ được các nhóm kinh doanh chọn lựa vào năm 2020 nhưng nói thế mà chính quyền chưa có một cái lộ trình nào chưa công bố một cái lộ trình nào cho nên dân chúng người ta vẫn nghi ngờ ông đặt khu trưởng Lương Trấn An là do một ủy ban gồm có 1.193 người, trong đó đa số thân với Bắc Kinh đã chọn lựa ông ta, cử ông ta lên và dĩ nhiên là dân chúng không bằng lòng. Nhưng mới đây thì người ta phát giác là ông ta đã nói dối hoặc là không khai báo một cái công trình xây thêm ở tại Tư Gia. Và nhắc lại là trong cuộc bầu cử vừa rồi, người đối thủ của ông ta cũng bị cái vụ này mà không thể tranh cử được, không thể được chọn làm À, đặc khu trưởng. Như thế thì dân Hồng Kông người ta mới lợi dụng cái tình hình này, lợi dụng cái tình trạng này để giấy lên một cuộc biểu tình. Họ tụ tập khoảng 130.000 người để biểu tình chống à, ông Lương Trấn Anh. Thưa quý vị nhưng mà phía cảnh sát họ nói rằng chỉ có độ 26.000 mà thôi. Thì họ đòi ông Lương phải từ chức và phe ủng hộ thì nói rằng mình tổ chức được à, một Cuộc biểu tình gồm có 60.000 người, nhưng mà phía cảnh sát cũng nói độ 8.000 người mà thôi. Hiện nay thì cái nhóm cực đoan 2.500 người, người ta lại ngồi lì hoặc là làm cản trở các vấn đề giao thông để trên đường đi đến à, văn phòng của ông đặc khu trưởng. Cho nên đã bị bắt khoảng 9 người. Và người Hồng Kông, người ta lợi dụng cái dịp này để đòi phải được phổ thông đầu phiếu. Việc phổ thông đầu phiếu người ta đã đấu tranh từ... 20 năm trước nghĩa là trước khi bàn giao uh, Anh quốc bàn giao Hồng Kông lại cho phía Trung Cộng dân chúng ở tại Hồng Kông cũng đã giấy lên nhiều cuộc biểu tình đòi phải được trực tiếp bầu phiếu nhưng mà sau khi giao rồi thì hầu như là Bắc Kinh vẫn giữ một uh, cái mô hình là do những người thân của Bắc Kinh đề cử. Nhưng thưa quý vị, việc này có thể dẫn Hồng Kông đến tiến thêm bước nữa không? Theo tôi là rất khó. Vì lý do thứ nhất là những cư dân Hồng Kông hiện nay, nhất là những giới giàu họ đã có quốc tịch nước ngoài. Và họ chỉ làm ăn ở đó khi nào có thuận tiện, nhưng mà hệ không thuận tiện họ lại bỏ đi. Thứ hai là những nhà giàu từ ở trên trên đại lục đã xuống làm ăn thì càng ngày họ càng đông và họ đổ tiền ra để thuế như vậy là những người muốn có công an việc làm mà không có phương tiện đi ra nước ngoài nếu trong trường hợp hồng kông không còn tự do nữa hoặc là xác nhập hẳn vào phía trung cộng theo các luật lệ của trung cộng thì tất nhiên họ cần công an việc làm mà cần công an việc làm thì lại do cho chính những người cho chính những đảng viên cộng sản hoặc không cộng sản ở hoa lục đi qua bỏ tiền ra như vậy cái khó khăn của dân hồng kông hiện nay là tuy đòi hiện đó nhưng mà cái kết quả càng ngày càng giảm và sự kiểm soát của Trung Cộng ngày càng chặt chẽ hơn lý do do vấn đề di dân, do những vấn đề khác mà làm cho người Hồng Kông không còn tin tưởng được và nếu họ biết đường nào đi được có lẽ họ sẽ đi. Và như thế cho nên cái cuộc đấu tranh để đòi phổ thông đầu phiếu Bắc Kinh cứ chờ đó, chờ đó và lúc nào hết thì sẽ phai nhạt đó là một cái khó của người Hồng Kông. Nhưng dù sao chăng nữa thì những cuộc biểu tình đó đã đánh động cho thế giới thấy rằng quả thực dưới chế độ Cộng sản không thể nào có phổ thông đầu phiếu, không thể nào có bảo đảm cái quyền tự do của con người. Cảm ơn quý vị đã đón nghe.